Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 2 tháng 7 năm 99, nữ nam tước Helena Kennedy, chủ tịch hội đồng quản trị hội đồng Anh, đã đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đến thăm xã giao bà Phạm Phương Thảo, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nữ nam tước Helena Kennedy đã đến dự khai mạc triển lãm sách, ảnh và tạp chí với chủ đề Thế hệ trẻ nước Anh tại thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày hơn 300 đề mục bao gồm sách, tạp chí văn nhạc và đĩa cd rom với các nội dung về thể thao nghệ thuật ca nhạc tiểu thuyết dân học nhằm giới thiệu với độc giả việt nam về nếp sống văn hóa của thế hệ trẻ nước anh ngày nay Ngày 3 tháng 7, nữ nam tước Helena Kennedy đã đến thăm khoa phụ nữ học trường đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh. Khoa phụ nữ học đã thiết lập mối liên kết với khoa nghiên cứu về người tị nạn thuộc đại học Oxford Anh. Nữ Nam Tước đã trao tặng cho khoa 97 đầu sách với các chủ đề về xã hội học, tâm lý học, giới tính và các bằng trắc nghiệm về tâm lý học. Sau đó, nữ Nam Tước đã đến thăm và tìm hiểu hoạt động của mái ấm bà Chiểu là cơ sở nuôi dạy các cháu thất học không nơi nương tựa. Đây cũng là đơn vị hợp tác với khoa phụ nữ học trường Đại học Mở Bán Công Thành phố nhằm tổ chức cho các sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý, bổ sung kiến thức cho việc học tập. Hiện nay, mái ấm bà Chiểu đang nhận nuôi dưỡng 20 cháu gái cơ nhở từ 7 đến 16 tuổi. Cũng sáng ngày 3 tháng 7, nữ nam tước Helena Kennedy đã đến tham dự và trao bằng cho 62 học viên khóa học Anh văn do UNDP tài trợ. Được biết vừa qua, chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP hợp tác với chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Việt Nam dự án hỗ trợ tăng cường và củng cố các cơ sở pháp lý của Việt Nam theo bối cảnh quốc tế. Hội đồng Anh cộng tác với Đại học Ngoại giao Hà Nội tổ chức hai lớp học Anh văn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho các đối tượng học viên là cán bộ chủ chốt của Văn phòng Quốc hội, Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao nhằm giúp cho các học viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh để sử dụng trong quan hệ quốc tế. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đến thăm sức khỏe và tặng quà cho các bà Phan Thị Mung, Võ Thị Kèn và Mai Thị Mông là mẹ liệt sĩ hiện ngụ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Phan Thị Mung, 86 tuổi, là mẹ của hai liệt sĩ Quỳnh Văn Phui và Quỳnh Văn Cảm đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà cũng là mẫu thân của Thủ tướng Phan Văn Khải. Tiếp đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng đã đến thăm và tặng quà cho bà Võ Thị Kèn là mẹ của liệt sĩ Trần Dân Hưng. Bà Võ Thị Kèn, năm nay 78 tuổi, đã bị bệnh từ nhiều năm. Tuy nhiên, bà vẫn là nguồn động viên cho con cháu trong việc gìn giữ đạo đức phẩm chất của một gia đình liệt sĩ. Đến thăm bà Mai Thị Mông là con của bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Cộng và là mẹ của liệt sĩ Mai Văn Tuân đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng đã bày tỏ nỗi cảm thông trước hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của gia đình bà Mai Thị Mông. Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng đã đề nghị với chính quyền và các đoàn thể địa phương nghiên cứu giải quyết một số chính sách cấp bách giúp cho bà Mai Thị Mông điều trị bệnh cho người con trai của bà bị bệnh tâm thần mà gia đình lại quá khó khăn. Tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Gia dày và Tổng công ty Gia dày Việt Nam, công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí và công ty Top Rebuild Hồng Kông tổ chức triển lãm trưng bày các loại máy thiết bị phục vụ sản xuất và các sản phẩm của ngành da dày. Dự lễ khai mạc có ông Lê Huy Côn, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Ông Trần Ngọc Côn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đây là lần đầu tiên triển lãm về máy, thiết bị phục vụ ngành sản xuất da dày được tổ chức tại Việt Nam. Gần 40 công ty sản xuất kinh doanh da dày trong và ngoài nước đã tham gia trưng bày các hệ thống máy may da dày công nghiệp theo công nghệ mới nhất, những sản phẩm, nguyên phụ liệu và kỹ thuật thuộc da để sản xuất da dày. Trong dịp này, ban tổ chức sẽ có cuộc hội thảo về quy trình tạo mẫu mã và kỹ thuật làm giày da để các nhà kinh doanh da dày Việt Nam có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, thu thập thông tin về tình hình đầu tư cũng như sản xuất kinh doanh da dày. Được biết trong những năm qua, ngành da giày Việt Nam đã phát triển với tốc độ cao, kim ngạch xuất khẩu lớn và giải quyết việc làm cho nhiều công nhân lao động. Sự cố gắng vượt bậc của doanh nghiệp như Bitas và việc hợp tác sản xuất kinh doanh của các đối tác trong khu vực và thế giới đã thúc đẩy ngành da dày phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế xã hội Việt Nam. Năm 98, mặc dù ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ cũng như một số biến động thị trường, song ngành da dày vẫn đạt tốc độ tăng trưởng tăng 3,8%, dự kiến trong năm 99 sẽ tăng khoảng từ 10 đến 15%. Công ty dẫn tải nhiên liệu Vitaco đã tổ chức lễ tiếp nhận và đưa vào sử dụng tàu Petrolimex 02. Tàu Petrolimex 02 là tàu chở dầu chuyên dùng có trọng tải 7.260 tấn, dài 107 m, rộng 17,6 m, chiều cao mạng 8,4 m, công suất máy 1.315 mã lực. Trước đây, tàu do công ty vận tải xăng dầu đường thủy 1 Hải Phòng quản lý và khai thác, nay được tổng công ty xăng dầu Việt Nam giao cho công ty Vitaco nhằm tăng cường khả năng vận chuyển ngày càng tăng. Trong 10 năm, từ năm 86 đến năm 95, công ty Vitaco đã vận chuyển được trên 8 triệu 265 000 tấn sân dầu các loại. Sản lượng luân chuyển đạt gần 3 tỷ 600 ngàn tấn trên km. Riêng trong 2 năm 97 và 98, công ty đã vận chuyển được 3 triệu 500 ngàn tấn sân dầu, bình quân đạt 112% so với kế hoạch tổng công ty giao. Sản lượng luân chuyển đạt 3 tỷ 162 triệu tấn trên km, bằng 109% kế hoạch. Nợp ngân sách trên 20 tỷ đồng, lợi nhuận 43 tỷ đồng đạt 129% so với chỉ tiêu trên giao. Việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng chiếc tàu Petrolimex 02 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chiến lược từng bước trẻ quá và nâng cao năng lực dẫn chuyển xăng dầu của đội tàu Petrolimex thuộc công ty Vitaco, phục vụ có hiệu quả chương trình hiện đại quá ngành dẫn tải xăng dầu, góp phần tạo ra một bước phát triển về chất trong việc cung ứng và khai thác ngành hàng xăng dầu phục vụ nền kinh tế quốc dân công ty giấy Xuân Đức thuộc Sở Công nghiệp thành phố vừa khánh thành công trình máy xeo giấy số 3 có công suất 3.800 tấm một năm. Đây là dây chuyền mới đã được công ty phục hồi, cải tiến và nâng cấp từ một dây chuyền cũ của đơn vị bạn để đưa vào sản xuất giấy bao bì và giấy tập học sinh với chi phí đầu tư trên 6 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty đã có sáng kiến áp dụng kỹ thuật mới biến tầng là phương pháp sử dụng nhiều động cơ nhằm nâng cao hiệu suất lao động, nâng sản lượng và giảm hao phí. Đây là phương pháp mới chưa có nơi nào áp dụng trên toàn ngành sản xuất giấy của thành phố. Với việc truyền động nhiều động cơ và sử dụng biến tầng cho động cơ AC, công ty đã tránh được thiệt hại không phải tháo dỡ máy hai đang hoạt động vì có giá trị tương đương 500 triệu đồng và có sản lượng mỗi tháng là 150 tấn, giúp công ty giữ vững được kế hoạch 599 và duy trì được thu nhập cho công nhân. Dự kiến 599, công ty sẽ thực hiện kế hoạch năm tăng 13% về doanh thu, sản phẩm chủ yếu tăng 20% và nộp ngân sách tăng 9%. Tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Thuận Đông, đông đảo bà con nhân dân quận 7 đã sôi nổi tham gia ngày hội mua công trái xây dựng tổ quốc. Thời gian qua, quận quỹ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận 7 bằng công tác tuyên truyền cổ động, tăng cường vận động trong toàn dân, toàn quân, các tổ chức, đơn vị kinh tế thuộc trung ương và địa phương các công ty trách nhiệm hữu hạn, các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn quận thông hiểu ý nghĩa và tích cực hưởng ứng cuộc vận động mua công trái xây dựng tổ quốc. Với chỉ tiêu thành phố giao là 6 tỷ đồng, đến nay toàn quận đã mua được 1 tỷ 100 triệu đồng. Hiện nay các cấp phường trong toàn quận 7 đang tiếp tục vận động bà con nhân dân mua công trái xây dựng tổ quốc. Đồng thời kho bạc nhà nước quận 7 đã triển khai các điểm lưu động để bà con có thể mua công trái trên địa bàn gần nhất nhằm nâng cao hiểu biết về sự hình thành và phát triển của tổ chức công đoàn thành phố qua từng thời kỳ cách mạng. Liên đoàn Lao động Thủ Đức đã tổ chức hội thi tìm hiểu công nhân và công đoàn Việt Nam. Hội thi đã quy tụ hơn 500 thí sinh là cán bộ công nhân viên lao động, đoàn viên công đoàn và các thành phần kinh tế trên địa bàn quận. Số thí sinh này được chia thành 7 cụm, trong đó có khối kinh tế doanh nghiệp nhà nước, khối ngoài quốc doanh, khối liên doanh và khối phường hai khối hành chính sự nghiệp. Nội dung cuộc thi tập trung vào các phần tìm hiểu về lịch sử truyền thống của giai cấp công nhân của tổ chức công đoàn trong suốt 70 năm qua và vai trò trách nhiệm của giai cấp này khi tiến vào thế kỷ 21. Các thí sinh phải trải qua phần thi viết cá nhân và thi trắc nghiệm ứng xử theo từng đội. Hầu hết các thí sinh đều vận dụng tốt những kinh nghiệm trong quá trình làm việc và kiến thức tìm hiểu về sự trưởng thành của giai cấp công nhân, sự phát triển của công đoàn để phần trả lời được cô động xúc tích, qua đó đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, đồng thời khuyến khích đoàn viên công đoàn phấn đấu xây dựng giai cấp công nhân và công đoàn cơ sở vững mạnh. Liên đoàn Lao động quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định thành lập tổ chức công đoàn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào Trung Hưng. Đây là đơn vị thứ 25 thuộc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận 3 thành lập tổ chức công đoàn nâng tổng số công đoàn ngoài quốc doanh trong quận 3 lên 134 đơn vị, với 5.368 đoàn viên công đoàn tham gia. Trong 6 tháng đầu năm 99, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động quận 3 đã dẫn động và thành lập được 24 tổ chức công đoàn cơ sở thuộc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào Trung Hưng chuyên sản xuất các mặt hàng cơ khí là đơn vị đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động thực hiện đúng chế độ tiền lương, tiền thưởng, chăm lo đến cuộc sống của người lao động, thực hiện đầy đủ việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động. Ngay sau khi thành lập, 100% công nhân của doanh nghiệp đã tham gia vào tổ chức công đoàn. Trong chương trình công tác, tổ chức công đoàn đã tham gia cùng chủ doanh nghiệp quản lý sản xuất kinh doanh, tham gia cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.